Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam, ông Franz Jessen đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đại sứ Franz Jessen đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU. Đánh giá cao sự phát triển toàn diện của quan hệ Việt Nam-EU trong 25 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ với EU, hai bên còn nhiều tiềm năng để tăng cường và mở rộng hợp tác. Do vậy, cần tăng cường nghiên cứu nhằm đề xuất và triển khai nhiều biện pháp và hình thức hợp tác hơn nữa để vừa khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, vừa góp phần tích cực làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, chính trị ngoại giao, thương mại đầu tư và hợp tác phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh việc hai bên vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và đề nghị EU đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn và triển khai Hiệp định Khung Đối tác và Hợp tác Toàn diện mà hai bên đã ký kết tháng 6 năm 2012, đồng thời sớm cùng Việt Nam ký kết văn bản quan trọng này. Tổng Bí thư đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của EU đối với lập trường của ASEAN, trong đó có Việt Nam về vấn đề Biển Đông và đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đại sứ Franz Jessen cho rằng quan hệ Việt Nam-EU đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. EU coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-EU có đầy đủ điều kiện khách quan và chủ quan để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Về các vấn đề khu vực, đại sứ Franz Jessen cho biết EU hết sức quan tâm các diễn biến thời gian qua ở Biển Đông và ủng hộ chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.